xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của ambe shop chào mừng các anh quay lại với kênh youtube của ambe bật lửa đẹp hôm nay thì em giới thiệu đến các anh một chiếc uh, bật lửa điện gần đây thì bật lửa điện được rất là nhiều anh yêu thích cũng như là ưa chuộng cũng như là lựa chọn uh, bật lửa điện hiện tại thì đã nâng lên một đẳng cấp rất là mới cũng như là một chất lượng rất là vượt trội uh, cái sản phẩm uh, đến từ hãng Hornet tất nhiên rồi uh, Honnet là một trong những hãng về bật lửa rất là được nhiều anh yêu thích và đặc biệt là bật lửa điện uh, những chiếc bật lửa điện của Honnet rất là chất lượng cũng như là thiết kế đẹp uh, và có rất là nhiều tính năng nổi bật uh, mẫu hàng em đang cầm trên tay có mã hàng là BCZ454056 các anh nhé. Các anh có thể truy cập website ambe.vn gõ vào ô tìm kiếm là 4056 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm, hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Ngoài ra thì uh, mã sản phẩm em để ở trên góc trái màn hình chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng, các em vui lòng đọc đúng mã sản phẩm bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh tránh làm uh, tránh nhầm lẫn làm mất thời gian của các anh. Như sản phẩm ở trên tay em đang cầm nó có màu đỏ mận uh, có thể nói là đây là nâu, nâu đỏ thì đúng hơn. Um, và toàn bộ sản phẩm được chạy viền vàng. Ngoài cái màu sắc em đang cầm ở trên tay thì còn rất là nhiều màu sắc đẹp khác ở trên website ambe.vn. Um, các anh có thể xem màu sắc ở trên này hoặc là trao đổi trực tiếp với nhân viên của bên em để được hỗ trợ các anh nhé. Uh, cái màu ngoài cái màu trơn như thế này thì còn rất là nhiều cái họa tiết khác, đặc biệt thì các anh cũng có thể liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ nhiều hơn. Cái phần sơn bên ngoài này đó là dạng như kiểu sơn mài các anh ạ. Cái lớp màu sơn rất đẹp, rất bóng, rất sáng, rất mịn và nó không bị xước nhiều trong quá trình sử dụng cũng như là cho độ bền rất là cao cũng như là cho độ sang trọng sắc nét rất là nhiều. Màu sắc rất rất đều, rất đẹp và phần chạy viền vàng rất là sang trọng cho sản phẩm này, à, cái phần dưới mộc đáy thì uh, sẽ là một cái cổng sạc uh, micro USB. Uh, thì uh, cái chân sạc này thì các anh có thể sử dụng uh, chung với lại sạc của laptop thì hãng cũng có trang bị cho các anh một cái cáp sạc uh, thì các anh có thể sử dụng chung với lại cốc sạc của điện thoại nhé, cốc sạc của smartphone hoặc là pin dự phòng hoặc là laptop uh, cũng rất là tiện cho các anh hay di chuyển đi xa, các anh hay đi du lịch picnic hoặc là công tác thì uh, một cái pin sạc dự phòng dành cho điện thoại thì các anh có thể sạc được luôn cả cho chiếc bật lửa này, uh, các anh có thể cắm vào đây thôi. ở đây thì có một cái đèn báo như bên cạnh như thế này, cái đèn báo này sẽ đổi màu khi mà

Uh, cũng còn tùy vào lô hàng thì có đợt thì sẽ là màu xanh đổi sang màu đỏ thì nó sẽ là đầy pin có những đợt thì sẽ là màu đỏ đổi sang màu xanh sẽ là đầy pin khi mà uh, pin yếu thì nó cũng sẽ đổi màu nên là các anh chỉ cần quan sát uh, cái màu đèn đổi thì sẽ biết được là cái dung lượng pin còn nhiều hay còn ít thì các anh có chủ động sạc được hoặc là nếu mà sạc đầy thì các anh cũng có thể là rút ra uh, bởi vì cái đèn nó đổi màu uh, cái pin này em cũng lưu ý với các anh một chút là mình không sạc quá lâu nhé mình chỉ, chỉ là khoảng hơn một tiếng đồng hồ là pin đã đầy rồi và sử dụng được khoảng một thuốc sử dụng cho 100 liều thuốc phụ thuộc vào cách sử dụng của mình rất là nhiều à, anh là mà mở nhanh thì tốn pin còn mà à, mở nhanh thì tiết kiệm pin còn nếu mà các anh sử dụng uh, chậm thì các anh có thể bị tốn pin hơn bởi vì là cái lượng tia plasma rất là uh, rất là mạnh như thế này đấy đây, đây. Uh, đây là hai chân cực uh, một chiếc bật lửa khá là đơn giản và thiết kế gần như là tối giản uh, phù hợp với cái phong cách hiện đại văn phòng ngày nay của các anh. Hai chân cực uh, sử dụng tia plasma. Đây là một chiếc bật lửa rất là thông minh, uh, lắc tay cảm biến lắc tay các anh nhé. Chỉ cần lắc nhẹ là lên lửa rồi. Uh, các anh có thể quan sát nhé. Đó, chỉ cần lắc nhẹ là lên lửa rồi, tia plasma cực tím. Uh, cái lia này thì uh, nó sẽ cháy lửa luôn. Uh, đây là một chiếc bật lửa tia lửa điện uh, plasma và cái tia plasma này thì cũng uh, gió thổi không tắt. Uh, tuy nhiên thì uh, mức gió vừa phải còn mức gió siêu mạnh ví dụ như ở bãi biển thì cũng có thể là sẽ bị tắt nên là các anh cũng lưu ý cho em. Uh, tất nhiên là thì uh, nó cũng rất là khó để tắt được một chiếc ngọn lửa yeah, mạnh mẽ như thế này uh, với chân cực rất là mạnh. Cái này thì sử dụng uh, cái nguồn sạc là 5V các anh nhé, rất là đơn giản thôi các anh có thể sử dụng nguồn sạc 5V để sạc cho chiếc bật lửa này. Anh nào mà kết cái sản phẩm này thì vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website để mà tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.